Dạ vâng, đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ tổng hợp lên sóng cho anh chị quý vị và các bạn tham khảo một dàn xe Kia Hyundai số sàn số tự động nhập khẩu Việt Nam hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhé. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe Dai Urgenta mới về, thì em cứ dét vào đây các bác này. Đấy, con này thì vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Con này thì đời 2011, xe tư nhân chính chủ, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, không đổi màu, keo chỉ zin. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng. Con này thì để cho anh em là 128 triệu đồng bao hồ sơ. Đấy, bao hồ sơ về cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ các bác. Đấy, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua cái mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng có cả màn hình Android này, đấy, alo cho em có nhá. Đấy, một mẫu xe Dai Urgenta nước sơn màu đen, biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân chủ mã đầy đủ luôn. Đấy, giá tiền thì để cho anh em đâu đó là chỉ có 128 triệu đồng bao hồ sơ cho các bác. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Dai Urgenta này. Con này thì cũng mới cập bến hôm qua các bác nhá. Con này thì nó là đời 2010, bản CDX, hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc này. Con này thì để cho anh em là chưa đến 200 triệu đồng các bác nhá. Con này thì cũng tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng luôn. Đấy, xe thì phải nói đẹp gắt các bác nhá, đẹp như là soli luôn. La đồng đúc phanh địa bốn bánh các bác nhá. Đấy, chưa đến 200 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu. Đấy, đề lỗ startup, túi khí ABS, đấy có cả cửa sổ trời. Đấy. Chưa đến 200 các bác nhá, hơn 200 thôi. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Dai Urgenta này. Mẫu xe Kia này. Đấy. Con này thì đeo biển kiểm soát Hà Nội, Kia Celato, Kia K3 các bác nhá. Kia K3 thì con này thì đời 2015. Đấy, con này bản full, động cơ 2.0. Đấy, biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, rất là đẹp luôn cho các bác nhá. Đấy, nội thất thì rất là sống động luôn các bác này. Đấy, nội thất thì rất là sống động luôn các bác nhá. Đấy, túi khí cũng nhà ABS đầy đủ luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện Cro Cancho, ga tự động này. Con này thì 355 triệu đồng. Đấy, 355 triệu đồng bao hồ sơ về cho anh em. Đấy, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ các bác nhá. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm cái mẫu xe Kia K3, đấy, bản full đời 2015, cứ nhấc máy lên liên hệ cho em Nghị các bác nhá. Đấy, con này thì Dai Urgenta thì em vừa quay rồi này các bác này. Mẫu xe Kia Celato này. Đấy, con này thì đời 2017 các bác nhá. Đấy, 2017, máy số zin, keo chỉ zin, la đăng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Con này thì bên em đang chào bán với giá là đâu đó là chỉ có 398 triệu đồng. Đấy, đời 2017 các bác nhá, 398 triệu đồng. Đấy, giảm giá sập sàn cho các bác luôn. Đấy, 398 triệu đồng bao hồ sơ. Đấy, con này thì có cả vùng điều hòa phía sau rất là mát các bác nhá. 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không đổi màu, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ này. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng các bác nhá. Đấy, Cro Cancho, ga tự động đầy đủ luôn. Đấy, giá tiền thì để cho anh em là 398 triệu đồng bao hồ sơ gốc cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác nhé. Mẫu xe thì đời thì rất là cao mà giá thì rất là rẻ các bác này. Đấy, con này thì nó là Hyundai Avante. Đấy, đời 2014 các bác nhé, 2014 số sàn máy 1.6 này. Đấy, con này thì tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. Đấy, đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng bên em các bác nhé. Đấy, chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, 226 triệu đồng. Nội thất tươi đôi rói các bác này. Đấy, màn hình Android cam nồi, túi khí đầy đủ các bác nhé. Đấy, 226 triệu đồng các bác đã sở một mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành, máy móc thì rất là ok các bác nhé, không hề hỏng mặt luôn. Đấy, chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, 226 triệu đồng bao hồ sơ, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Đấy, bao ship các bác nhá, bao ship cho các bác luôn. Đấy, trên 64 tỉnh thành cho các bác. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về chạy dinh dịch vụ kinh doanh thì rất là ok. Đấy, kinh doanh dịch vụ thì rất là ok. Còn 7 chỗ thì bên em còn rất là nhiều các bác này.
Hyundai Accent. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó là đời 2012. Đấy, số tự động máy của nó là chỉ với 1.4 thôi. Thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó thì ăn rất là ít các bác nhé. Đấy, la răng đúc túi khí cũng như ABS này. Đấy, con này thì sơn xi màu đen tư nhân một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, một chủ từ mới các bác nhé. Con này thì giá tiền thì bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Đấy, nội thất này, ghế da này, ghế da xịn luôn các bác nhé, ghế da xịn luôn. Đấy, ghế da trần lỉ rất là đẹp luôn. Nội thất thì rất là ok, túi khí cũng như ABS, bô lăng quả số em nó rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, trần của nó này. Đấy, trần của em nó led như là soli các bác nhá, led như là soli luôn. Đấy, bác nào mà cần tìm cái mẫu xe nhập khẩu nguyên trước này. Đấy, số tự động này, máy 1.4, cứ đến alo cho em nghị các bác nhá. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhá. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe Kia Forte. Đấy, con này thì nó là bản đủ, bản full. Đấy, bản đủ máy 1.6 số sàn. Đấy, con này thì để cho các bác đâu đó là chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, 245 triệu đồng. Một mẫu xe 2013 bản đủ này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn. Ghế da đen, màu đen các bác nhá. Đấy, trang bị màn hình cam nùi đầy đủ rồi. Đấy, túi khí ABS. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Sơn xi thì màu trắng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, con này thì 245 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ về cho anh em. Đấy, bao rút hồ sơ gốc các bác nhá. Đấy, bao rút hồ sơ gốc. Đấy, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà cần tìm cái mẫu xe sơn xi màu trắng này. Đấy, dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành. Đấy, lành và bền các bác nhá. La răng đúc 4 bánh này, rất là ok. Đấy, giá tiền thì chỉ có đâu đó hơn 200 thôi. Đấy, chỉ với hơn 200 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Forte, phải nói rất là đẹp luôn. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhá. Không khoan độc, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Nó là xe bản đủ luôn. Đấy, các bác này, rất là đẹp các bác nhá. Và quay phía bên cạnh đây là một mẫu xe Kia K3 mang phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là loanh quanh hơn 3 lít thôi. Đấy, con này thì đời 2014 các bác nhá. Dòng Kia thì form dáng của em nó thì rất là phong cách thể thao. Đấy, giá tiền thì để cho anh em đâu đó là chỉ có hơn 300 thôi. Đấy, con này thì có cả vùng điều hòa phía sau này, rất là mát luôn các bác nhá. 5 chỗ ngồi thì rất là rộng rãi cho anh chị, quý vị và các bạn luôn. Đấy, rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng bên em các bác này. Đấy, bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Các bác mua xe cũng như bán xe cứ ở với em các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia K3. Đấy, con này thì cũng đời 2015 này. Đấy, số tự động. Đấy, con này bản full các bác nhá. Số tự động bản full. Sơn xi màu đỏ, hồ sơ thì cầm tay rồi. Đấy, hồ sơ thì bên em rút rồi các bác nhá. Đấy, cũng chỉ có 305 mấy, 6 mấy thôi. Đấy, 368 thôi. Đấy, con này thì nội thất ghế da màu đen, ghế điện này, ghế điện 4 chiều các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xe, gậy số chức năng, túi khí ABS, có cả cửa sổ trời. Đấy, con này thì để cho anh em là 368 triệu đồng, bao hồ sơ gốc cho anh em. Đấy, hỗ trợ sang tên bấm biển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Đấy, ship đến tận nhà tận giường cho các bác nhé. Hồ sơ thì cầm tay, con này trước là chủ cũ là biển Hải Phòng các bác nhé. Mẫu xe Kia Forte, vâng, Kia Forte bản bản số tự động. Đấy, máy 1.6 này, xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Sơn xi thì màu ghi xám nông chuột, la răng đúc 4 bánh, túi khí có cả ABS, đủ cho quý vị và các bạn mà giá tiền chỉ có 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu này, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Đấy, xe gia đình rất là ok cho các bác luôn này các bạn này. Đấy, nội thất này, ghế da xịn các bác nhé, ghế da xịn luôn. Đấy, loanh quanh chỉ có đâu đó là hơn 200 thôi. Đấy, hơn 200 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đó là một mẫu xe Kia Forte. Đấy, đời của nó là 2009 các bác nhá, 2009 số tự động này. Quay trở lại đến mẫu xe Hyundai Accent. Hyundai Accent nhập khẩu nguyên trước. Đấy, con này thì đầu 2017 nó vẫn còn nhập khẩu các bác này.
sơn xi màu đỏ, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. La răng đúc có cả túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Bản sedan hai đầu rất là rộng rãi cho các bác. Đấy, giá tiền thì chỉ chưa đến 300 triệu đồng. Đấy, 295 triệu đồng. Đấy, 295 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Accent. Đấy, bản nhập khẩu các bác nhá. Bản nhập khẩu thì tôn vỏ của nó sẽ rất là dày. Đấy, rất là dày dặn, đi thì rất là đầm chắc cho các bác luôn. Đấy, 295 triệu đồng. Đấy, bao hồ sơ cho anh em, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác luôn. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante có năm sản xuất 2013 các bác này, 2013. Đấy, xe sơn xi màu trắng này. Đấy, 220 triệu đồng các bác nhá, 220 triệu đồng. Đời 2013, biển kiểm soát Hoa Thanh Quế, quê Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, xe thì sơn xi màu trắng này, rất là đẹp luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe mẫu xe này là mẫu xe Kia. Vâng, mẫu xe Kia, một mẫu xe bản full. Đấy, bản full, gảy số trên bô lăng, cờ rô quan trô, ga tự động đầy đủ luôn. Nội thất ghế da màu đen, bàn phím tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện, có cả cột xe, cờ rô quan trô, ga tự động đầy đủ, cửa sổ trời. Đấy, giá tiền con này thì loanh quanh hơn 300 thôi. Vâng, chỉ có hơn 300 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia K3, sản xuất những năm 2014, số tự động, bản full, đang có tại bãi xe ô tô Vũ Hải, Hoàng Toàn, huyện Bến Em. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe ô tô Vũ Hải, Hoàng Toàn, huyện Bến Em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.